Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày hôm qua, dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 sẽ bổ sung thêm môn tin học, công nghệ. Đây là những môn thi lần đầu tiên được tổ chức trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cụ thể, Bộ Giáo dục Đào tạo đang dự thảo thông tư mới về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Dự kiến thí sinh sẽ thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc ngữ văn toán và 2 môn lựa chọn. Trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Như vậy, thời gian tổ chức thi sẽ rút ngắn còn 3 buổi thay vì 4 buổi như hiện nay. Đây cũng là lần đầu tiên các môn thi tin học, công nghệ, công nghiệp, nông nghiệp được tổ chức thi trong kỳ thi này. Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mạnh hơn trong công tác tổ chức thi.